Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị Chim Xinh sẽ tiếp tục chơi hộp đồ chơi thay đồ cho công chúa và hoàng tử. Đây là một hộp đồ chơi bằng gỗ. Ở bên trong có hai hình nhân vật là công chúa và hoàng tử. Kèm theo đó là rất nhiều những cái bộ đồ để chúng ta sẽ chơi trò chơi thay đồ nha. Chúng ta sẽ dựa vào những cái này và thiết kế quần áo. Rồi mở ra bên trong nè. Wow, bên trong là một hộp gỗ. Nó sẽ có trong này là 2-3 chức năng nha các em. 3 chức năng khác nhau. Đây là một cái bút, một cái tẩy xóa. Kèm theo đó là một cuốn sách gợi ý cho chúng ta cách phối đồ cho công chúa và hoàng tử. Có thêm cả phấn viết bảng nữa nè. Đây là những mảnh gỗ trang phục có gắn nam châm để chúng ta có thể chơi thiết kế trang phục cho công chúa và hoàng tử nha. Đầu tiên các em sẽ gắn cái bảng này lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn cái hình công chúa hoàng tử lên trên cái bảng này. Và sau đó các em sẽ dùng những cái mảnh ghép hình trang phục để gắn lên và chơi trò chơi thiết kế thay đồ cho công chúa và hoàng tử nhé. Cái bảng này có nam châm cho nên nó hút lên luôn các em. Đó, nó sẽ giữ lại như vậy nè. Đôi giày đen, một chiếc đàn, một cái tủ, một giỏ trứng. Wow, vậy là chị Chim Xinh đã làm xong bộ trang phục thứ nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế bộ trang phục thứ hai cho công chúa và hoàng tử nha. Áo cam có số 8, quần trắng có ngôi sao. Đây là tóc của công chúa có một cái nơ. Váy đầm màu xanh. À không phải, chị sẽ làm bộ khác. Chân váy hồng và áo màu xanh da trời. Mang giày cho công chúa nữa nha. Các bạn nhỏ thân yêu ơi, chúng ta sẽ cùng nhau bình chọn ra cái bộ trang phục nào là đẹp nhất sau khi mà chị Chim Xinh đã thiết kế cho công chúa và hoàng tử nhé. Lúc nãy là bộ trang phục số 1, bây giờ là bộ trang phục số 2 nha. Đây thêm một con thỏ nữa. Con thỏ ở đầu giường. Đã xong. Đây là mẫu số 2. Và bây giờ sẽ là mẫu số 3. Mẫu số 3 này là trang phục của tiếp viên hàng không và phi công nha. Áo hồng trắng có đính nơ. Mũ của tiếp viên hàng không nè. Váy nè. Rồi vali kéo. Đây là quần của chàng phi công. Áo của phi công. Giày đen. Mũ xanh. Máy bay nữa. Đây là bộ trang phục số 3, phi công và tiếp viên hàng không nhé. À, chúng ta còn thiếu một cái cặp nữa. Giờ mới hoàn chỉnh nè. Nãy giờ các em hãy quan sát thật kỹ để có thể chọn cho mình bộ trang phục mà mình thích nhất nha. Tiếp theo là mẫu số 4, nón hồng nơ vàng, áo cúc ngực tím,
váy vàng. Giày vàng. Bây giờ hoàng tử. À, chú cún rất xinh. Bây giờ sẽ là quần áo của hoàng tử. Áo trắng. Quần đầm ri. Đeo bao tay màu đen. Giày cao cổ, giày bốt đen nha. Khung cửa sổ. Một trái banh. Vậy là đã xong, mẫu trang phục rất là đẹp. Tiếp tục một mẫu mới, mẫu số 5. Trang phục rất là bụi. Chân váy sọc caro cho công chúa nè. Wow, áo màu xanh lá cây. Áo lật vai nha các em. Giày bata màu đỏ. Một cái cây. Ông mặt trời. Chuyển qua tiếp theo là trang phục cho hoàng tử nha. Áo thun đen. Quần ranh ri. Giày bốt màu đen cao cổ. Bao tay đen. Yeah, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong mẫu số 5 rất là ngầu. Mẫu số 5 rất là ngầu ha. Tiếp theo đây là mẫu số 6. Mẫu số 6 này là mẫu dạng như là thư sinh nha. Áo màu hồng nè, có nơ xanh. Chân váy màu đỏ xếp ly. Có ông mặt trời. Giày bata đỏ cùng màu với váy. Hoàng tử sẽ mặc quần màu trắng có hình ngôi sao. Áo màu hồng với áo khoác ghi lê ngoài màu xanh. Đeo giày màu đen nha. Thêm quả bóng và một cây vợt nữa nhé. Vậy là chúng ta đã xong mẫu số 6 rồi. Chuyển qua mẫu số 7. Áo cúp ngực màu xanh. Váy sọc caro màu xanh lá cây. Hai đôi giày, giày búp bê rất là xinh. Có ông mặt trời nữa nha. Hoàng tử sẽ mặc áo thun đen. Quần đen. Và giày đen luôn, bộ trang phục này của hoàng tử là một màu đen. Trông hai người rất là cool ngầu nha các em. Một chú cún cưng nữa. Ok, đã xong rồi. Ai yêu thích hãy bình chọn mẫu số 7 nhé. Và bây giờ sẽ là mẫu số 8 nè. Mẫu số 8 là một chiếc áo cách điệu rất là sang. Đi kèm chân váy đỏ xếp ly. Và một đôi giày bốt cao cổ màu hồng, màu tím. Có nhiều rất là nhiều cách lựa chọn và thiết kế trang phục cho công chúa và hoàng tử. Tùy theo sở thích của các em mà các em không cần phải nhất thiết là theo cái gợi ý. Cái cuốn sách này người ta chỉ cho các em là cái cách gợi ý để phối đồ thôi. Còn các em có thể tùy ý phối theo những cái ý thích của mình đều được nhé.
đã xong bộ sang trang phục số 8 rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua mẫu trang phục mới, mẫu số 9. Wow, áo vàng có một cái nơ xanh ở giữa rất là tiểu thư. Quần short màu xanh da trời. Giày bốt cao cổ màu tím có đan dây. Máy bay nữa. Có cả vali kéo nữa nè, màu đỏ nha. Đội nón màu hồng. Nào, hoàng tử thì mặc quần màu trắng và áo thun đen. Mang thêm đôi giày đen nữa là hợp luôn. Bình chọn mẫu số 9 nhé các em. Một mẫu để đi du lịch rất là xinh. Nào tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế mẫu tiếp theo là mẫu số 10. Áo cúc ngực màu tím có viền trân châu. Đội nón. Chân váy sọc caro xanh. Đeo giày màu vàng. Trang trí thêm một số vật dụng như là cái tủ nè, cửa sổ nè. Hoàng tử thì mặc quần màu đen. Mang giày đen cùng loại. Và áo thun rất là phá cách. Đó, có áo này là áo có mũ nón ở phía sau có thể choàng lên đằng trước nha. Cuối cùng là thêm một chiếc cặp. Thế là đã xong bộ trang phục số 10. Chuyển qua thiết kế mẫu trang phục số 11 nhé. Vẫn là áo cúc ngực tím và quần short màu xanh dương, cùng thêm một đôi giày bốt màu tím có đan dây rất là cá tính. Áo màu cam có số 8 và kết hợp với quần thun sọt cũng có số 8 màu trắng. Và thêm một đôi giày màu cam rất là hợp nha. Đã xong bộ trang phục số 11. Nãy giờ các em đã chọn cho mình được cái mẫu trang phục nào mình yêu thích nhất chưa? Tiếp theo đây chị Chim Xinh sẽ giới thiệu cho các em về chức năng số 2 của cái hộp đồ chơi này. Nó giống như một cái bảng viết bình thường. Chúng ta sẽ dùng cây viết có trong bộ đồ chơi này để vẽ lên đây. Các em có thể sử dụng nhưng mà như là bảng mà các em đi học á. Sau đó dùng cái tẩy để tẩy đi. Rất là dễ ha. Chức năng số 3 của chiếc bảng này, các em chỉ việc lật mặt bảng lại, mặt phía sau nó sẽ trở thành bảng đen mà các em có thể viết phấn lên được. Giống như khi đi học các em thấy thầy cô viết phấn lên bảng đen đó. Rất là tiện phải không các em? Một bộ đồ chơi 3 trong 1. Vừa chơi được thiết kế quần áo cho công chúa và hoàng tử, vừa có thể sử dụng được hai chức năng của chiếc bảng thần rất là tuyệt. Và các em nếu muốn mua bộ đồ chơi này thì hãy gọi điện thoại đến số 0979 086789 để đặt hàng nha. Bộ đồ chơi thiết kế quần áo cho công chúa và hoàng tử rất là đẹp, với những cái bộ trang phục có sẵn mà các em chỉ việc nghĩ ra những cái ý tưởng thiết kế quần áo thôi. Và nhớ đừng quên bình chọn bộ quần áo nãy giờ mà các em thích nhất ở bên dưới video này nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Đừng quên like, share video và subscribe kênh Chim Xinh Channel nhé. Còn bây giờ thì chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.